Liên quan đến vụ nổ súng do mâu thuẫn cờ bạc khiến 5 người thiệt mạng xảy ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay hàng trăm cảnh sát đã được huy động để phong tỏa khu rừng tràm nơi mà nghi can đang lẩn trốn. Ghi nhận tại hiện trường thì có khoảng 500 người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ được điều động đến để truy tìm đối tượng trên. Tại khu vực rừng tràm Bãi Sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10 km, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã phong tỏa các ngã đường, truy lùng nghi can. Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã siết chặt an ninh, cấm một số tuyến đường. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đang được vận dụng để khống chế nghi can. Cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào hiện trường vụ việc ở Củ Chi để chỉ đạo. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi về bắt. Đặc biệt, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, lực lượng chức năng yêu cầu người dân tránh xa khu vực hiện trường.